Minh Đường Tử Vi hoan hỷ chào đón quý anh chị tuổi Tân Dậu sinh năm 1981. Kính chúc quý anh chị luôn mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Trong chương trình ngày hôm nay, ba biên tập chương trình sẽ chia sẻ với quý anh chị về tử vi tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 trong tháng 2 âm lịch năm Quý Mão 2023, một tháng hân hoan đốn tài, đốn lộc vượt mọi trong gai, đánh bay trở ngại nhờ vận may khởi sắc. Vậy làm sao để giải hung hóa cát, làm sao để nhận biết được những khó khăn để vượt qua và làm sao để đón nhiều vận may đến với mình. Và tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 được các nhà chim tinh học, nhà tử vi học phương Đông dựa trên sự dịch chuyển của các chòm sao, sự chuyển biến của thiên can, địa chi và ngũ hành của bản mệnh tuổi Tân Dậu chỉ ra rằng trong tháng 2 âm lịch năm quý mạo 2023 tới đây sẽ có những dấu hiệu may mắn những người tuổi Tân Dậu hữu duyên xem được video này nên biết tận dụng để nắm bắt thời cơ giải hung hóa cát mà chuyển thời đổi vận cải biến vận mệnh đi tới cuộc sống an bình thịnh vượng giàu sang phú quý vậy cụ thể ra làm sao xin mời quý anh chị tuổi Tân Dậu cùng theo dõi lá số tử vi chi tiết của mình ngay sau đây nhé. Tử vi tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981 tháng 2 âm lịch năm Quý Mão 2023. Người tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981 là tuổi con gà thuộc mệnh Mộc Thạch Lựu Mộc nghĩa là gỗ cây thạch lựu. Nếu xuất hành đi xa, hay thực hiện những việc lớn, quan trọng, thì bản mệnh tuổi tân dậu nên khởi hành vào, giờ lẻ, ngày lẻ và tháng lẻ, khởi hành vào khung giờ hoàng đạo này, thì mọi chuyện sẽ vô cùng suôn sẻ, thuận lợi, gặp nhiều may mắn, thu về nhiều kết quả, vạn sự như ý, đại cắt, đại lợi. Tổng quan tử vi tuổi tân dậu, sinh năm 1981. Người tuổi tân dậu có cuộc sống đủ đầy, tự mình tạo dựng cuộc sống, nhưng tính thường tự cao và phung phí, những người tuổi này tạo ra được nhiều tiền của. Nhưng nếu không biết cách chi tiêu hợp lý, thì rất có thể cuộc sống sẽ rơi vào cảnh thiếu thốn, nên chăm chỉ, đừng quá kiêu căng, tự phụ, sẽ gây được sự nghiệp vững chắc, cặt hái được nhiều thành công, hậu vận nhờ đó được thành thơi, dễ chịu. Những người tuổi này có số hưởng thọ từ 72 tuổi đến 83 tuổi, những người thật thà, lương thiện, làm nhiều chuyện tốt tích nhiều phúc đức từ khắc tuổi thọ sẽ được gia tăng. Đường công danh của bản mệnh tuổi tân dậu có nhiều thăng trầm, lúc trầm, lúc bổng, nhưng may mắn về sau công danh sự nghiệp được ổn định, như ý muốn nếu biết nắm bắt cơ hội sẽ nhanh chóng tạo dựng được cho mình quyền lực, địa vị trong xã hội. Gia đạo thì không mấy hòa thuận, người tuổi tân dậu cần phải biết cách kiềm chế bản thân, khéo léo ứng xử với người thân để duy trì những mối quan hệ hòa hợp. Tử vi tháng 2 âm lịch năm quý mão 2023 cho thấy, người tuổi tân dậu, sinh năm 1981 sẽ khó có được những phút giây an nhàn, thoải mái như mong muốn, vận trình xa suốt khá mạnh ở nhiều phương diện, do bị nhiều hung tinh ảnh hưởng, bản mệnh mưu sự không thuận lợi, ngay từ đầu phải hết sức kiên nhẫn, công việc thiếu tính đột phá, lại dễ xảy ra xung khắc với những người làm việc chung. Về tài lộc, có dấu hiệu phá tài rõ ràng, khi bị đại hao chiếu mệnh, điểm báo cho thấy, bạn sẽ bị lừa gạt, chịu tổn thất nghiêm trọng, cần quản lý túi tiền thật chặt, đừng tin tưởng lầm người, rồi lính hậu quả đáng tiếc. Vận tình cảm trong tháng cũng dễ vướng vào chuyện không đâu, những cuộc tranh cãi mâu thuẫn nổ ra liên miên, bào mòn sự kiên nhẫn của đôi bên, đổ vỡ hoàn toàn có thể ập đến bất cứ lúc nào. Về phương diện sức khỏe con giáp này cũng cần đặc biệt lưu tâm nguyệt lệnh lâm bệnh ở dậu, có thể mang theo những điểm báo xui xẻo bất ngờ, bệnh tật hoành hành, bản mệnh cần có những biện pháp dưỡng sinh luyện tập thể thao hợp lý để tăng cường thể lực đẩy lùi tật bệnh nhé. Sau đây là phần luận giải tử vi chi tiết cho tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981 trong tháng 2 âm lịch năm Quý Mão 2023. Trên bốn phương diện chính của cuộc sống, gồm sự nghiệp, tài vận, tình duyên, sức khỏe. Mời quý vị cùng theo dõi. Về mặt sự nghiệp, bước sang tháng 2 âm lịch năm Quý Mão 2023, người tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981 gặp cục diện tương xung áp chế, làm cho bạn khó phát huy năng lực như mong muốn, lại thường vướng phải những rắc rối từ trên trời rơi xuống, nên khó khăn chồng chất khó khăn. Khối lượng công việc ngày một nhiều, đòi hỏi bạn phải tập trung tinh thần cao độ, bằng không sẽ phạm sai lầm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự và tiền đồ của bản thân trong tháng 2 âm lịch này, bản mệnh tuổi tân dậu có thể phải nhận thêm trọng trách mới nào đó, bạn phải tốn nhiều công sức và thời gian để giải quyết mà không nhận được sự giúp đỡ từ những người khác. Do bị tác động của hung tinh chiếu, bản mệnh dù không có ý hại người, nhưng lại dễ bị người hại, mưu sự không thuận lợi. Ngay từ đầu người tuổi tân dậu, phải hết sức kiên nhẫn, công việc thiếu tính đột phá, lại dễ xảy ra xung khắc với những người làm việc chung, khiến tiến trình công việc bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Cụ thể, vận trình công việc của người tuổi tân dậu trở nên xa sút do xuất hiện tiểu nhân quấy phá, gây nhiều cản trở trong tháng này các mối quan hệ xã giao giữa bản mệnh tuổi tân dậu với đồng nghiệp bạn bè cấp trên cũng thiếu sự hài hòa và đây là nguyên nhân chính khiến bạn vướng vào rắc rối thị phi thậm chí cảm thấy cô đơn lạc lõng trong tập thể dù bản thân bạn luôn tâm niệm không xen vào chuyện không liên quan đến mình nhưng con giáp này luôn bị kéo vào vòng xoáy cạnh tranh đấu đá một cách vô tình đến khi nhận ra thì sự đã rồi một phần cũng do trong tháng này có nguyệt lệnh lâm bệnh nên tâm lý của người tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 lại càng bất ổn hơn, bạn có xu hướng tự thu mình lại và né tránh đám đông, tâm tư tình cảm không thoải mái, cũng là một nguyên nhân kéo hiệu quả công việc giảm sút, thậm chí rất dễ tuột khỏi tay những mối làm ăn hời nữa. Trong tháng này, người tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981 nên học cách kiểm soát cảm xúc tốt, suy nghĩ tích cực lạc quan hơn để sớm thoát khỏi mớ bòng bong, hãy tạm chấp nhận cuộc sống thực tại, nghĩ thoáng về tương lai, hướng tới điều tốt đẹp, tinh thần bạn sẽ thoải mái hơn nhiều, không còn quá bế tắc nữa. May mắn là trong tháng cũng có hữu bật cát tinh trợ mệnh, thêm thiên ấn xuất hiện, mang tới nguồn cát khí tăng vượng, giúp bạn thêm mạnh mẽ để đương đầu với mọi chuyện xảy đến và tiếp tục theo đuổi đam mê mọi chuyện rồi sẽ lại suôn sẻ, dù bị tiểu nhân quấy phá, nhưng cây ngay không sợ chết đứng, bạn cần phải bình tĩnh vượt qua khó khăn, thị phi, chủ động nắm bắt cơ hội, thì chẳng lo không có sự bứt phá nhé. Đây là tháng tương đối khó khăn với người tuổi tân dậu, bạn nên tập trung vào công việc chính của mình sẽ tốt hơn, nên tiến hành những công việc theo nền móng cũ, có nhiều kinh nghiệm thì vẫn sẽ thu về kết quả tốt, từ đó nguồn thu cũng sẽ đến. Về mặt tài vận tử vi tháng 2 âm lịch năm quý mão 2023 của 12 con giáp cho thấy, về phương diện tài lộc cũng là một nỗi lo không nhỏ của người tuổi tân dậu, sinh năm 1981. Trong tháng này nguồn thu chính trưởng lại, trong khi đó hầu như không có nguồn thu phụ, mọi chi phí trong tháng đều phụ thuộc vào đồng lương chính. Tinh thần thiếu tập trung cho công việc lại bị chi phối bởi rất nhiều chuyện bên lề, cũng như sức khỏe không tốt, khiến con giáp này khó tập trung làm tốt mọi việc, dẫn tới kết quả không được như ý, thậm chí còn có điểm báo, mất mắt tiền của, dấu hiệu phá tài càng thêm rõ ràng hơn. Đại hao là hung tinh chiếu mệnh, điểm báo cho thấy, bạn có khả năng mất mát về tiền bạc khá rõ, các dạng như, bị lừa gạt, trộm cắp, thậm chí là bị cướp giật, làm cho bạn phải chịu tổn thất không nhỏ. Đã vậy, con đường kiếm tiền, việc kinh doanh, buôn bán làm giàu của tuổi tân dậu, sinh năm 1981 dễ bị cản trở, trong tháng có thể phát sinh không ít rắc rối, liên quan đến con người cũng có, pháp luật cũng khó tránh khỏi do đó bản mệnh tuổi tân dậu trong tháng này cần thận trọng đặc biệt khi ký kết các loại hợp đồng hoặc làm các giấy tờ văn bản giao kèo đừng để sai một ly đi một dặm rất dễ phạm sai lầm lớn gây tổn thất về tiền bạc những người làm đầu tư kinh doanh càng phải thận trọng kẻo rơi vào bẫy của kẻ xấu chú ý quản lý túi tiền thật chặt đừng tin tưởng lầm người không nên nghe theo lời dụ dỗ đường mật đầu tư mù quáng với những món hời hấp dẫn để rồi lĩnh hậu quả tiền bạc đội nón ra đi nhé có câu mưu sự tại nhân thành sự tại thiên việc hợp tác với người khác không mấy suôn sẻ, còn dễ đổ bể, vì thiếu cả kinh nghiệm lẫn may mắn. Nếu vẫn muốn đầu tư, thì người tuổi tân dậu nên chọn các hạng mục vừa tiền với nguồn vốn tầm trung, tìm hiểu kỹ lưỡng. Đặc biệt là nâng cao cảnh giác, tránh nhẹ dạ cả tin, để tránh bị kẻ tiểu nhân phỉnh nịnh lừa gạt. Với những người đang ấp ủ ý định khởi nghiệp bằng việc kinh doanh, buôn bán, bạn cũng nên xem xét lại vấn đề, thông tin, pháp lý, các điều khoản một cách nghiêm túc, và căn cứ vào tình hình thực tế, cũng như năng lực của bản thân đến đâu. Đừng thấy người khác làm việc dễ dàng và nghĩ rằng mình cũng có thể làm được, vốn trong tay ít, kinh nghiệm chưa đủ, nhân sự thiếu hụt, là rào cản rất lớn cho bạn. Nếu có ý định khởi nghiệp trong giai đoạn này, thì đây chưa phải là thời điểm thuận lợi, bạn vẫn cần có thêm thời gian để tích lũy mọi yếu tố, như vậy tỷ lệ thành công sẽ cao hơn. Tử Vi cho thấy, trong năm quý mão 2023 này, vận khí không tốt, đặc biệt là trong tháng 2 âm lịch, là tháng quý mão, tháng sung với tuổi bổn mạng, nên mặt khó khăn sẽ nhiều hơn mặt thuận, người tuổi tân dậu cần phải thật sự cẩn trọng. Đặc biệt là các vấn đề đầu tư tài chính, cũng không nên thực hiện những việc lớn lao, kẻo lại rước họa vào thân. Vận khí chưa tốt, tài chính chưa có được sự dư giả, nên con giáp này cần có kế hoạch cụ thể trong việc chi tiêu để tránh lâm vào cảnh nợ nần, có như vậy mới mong một tháng trôi qua bình ổn với mình. Về mặt tình cảm Xem tử vi tháng 2 âm lịch năm Quý Mão 2023 cho thấy, người tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981, cặp phải cục diện ngủ hành, Mão Dậu tương phá, lại thêm thái tuế án ngữ, nên vận trình tình cảm bị giảm sút nghiêm trọng. Những cặp yêu xa, thời gian dành cho nhau không nhiều, xa mặt cách lòng, tình cảm cứ thế nguội dần, khi niềm tin không đủ lớn, mà người tuổi Tân Dậu lại hay có tính ghen tuông bóng gió, đây chính là nguyên nhân giết chết tình yêu của hai bạn. Đối với các cặp đôi đang trong thời gian tìm hiểu, xuất hiện một vài mâu thuẫn trục trặc vì đủ chuyện không đâu xảy ra, những cuộc tranh cãi, mâu thuẫn nổ ra liên miên, bào mòn sự kiên nhẫn của đôi bên, đổ vỡ trong chuyện tình cảm hoàn toàn có thể ập đến bất cứ lúc nào. Các cặp vợ chồng, cũng khó tránh khỏi cảnh, cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt, nhiều muộn phiền về tình cảm, tâm lý bị đè nén, khiến con giáp này sinh giận hờn, khơi mào chiến tranh với bạn đời của mình, chính vì thế gia đạo bất an, không khí gia đình nhiều lúc trầm lắng đến lạ thường, khiến ai nấy đều cảm thấy áp lực. Đối với những người độc thân vẫn giữ trong mình tư tưởng bảo thủ, sợ đi vào vết xe đổ trong quá khứ, sợ phải mở rộng lòng mình để đón nhận tình cảm mới nhưng đổi lại chỉ toàn tổn thương nên tự tay đóng lại cánh cửa trái tim, không mở lòng đón hạnh phúc đến với mình, như vậy thì rất khó có thể tìm được hạnh phúc đích thực cho mình nhé. Về mặt sức khỏe, bước sang tháng 2 âm lịch năm Quý Mão 2023, nguyệt lệnh lâm bệnh xuất hiện, không chỉ ảnh hưởng tới thể chất mà cả tinh thần của người tuổi Tân Dậu sinh năm 1981. Tâm tính bất an khiến cho con giáp này có nhiều suy nghĩ tiêu cực ảnh hưởng khá lớn tới tâm lý của mệnh chủ, bạn đang tự tạo áp lực cho chính mình, từ đó khiến cơ thể càng thêm suy nhược, ăn ngủ không ngon, ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống hàng ngày. Hơn nữa, hung khí còn mang theo những điểm báo xui xẻo bất ngờ, bệnh tật hoành hành, bản mệnh cần có những biện pháp dưỡng sinh, luyện tập thể thao hợp lý để tăng cường thể lực đẩy lùi tật bệnh cục diện tứ hình xung tí ngọ mão dậu cũng sẽ gây ra sự xa suốt về thể chất tinh thần mệt mỏi và áp lực các dạng tai nạn như té ngã tai nạn xe cộ các ngành nghề nguy hiểm đều có khả năng xảy ra người tuổi tân dậu trong tháng này nên đề cao sự an toàn cho bản thân phải chăm sóc bản thân thật tốt tránh làm việc quá sức dẫn đến lao lực có lịch làm việc và nghỉ ngơi khoa học chế độ dinh dưỡng hợp lý sinh hoạt điều độ đôi khi cần gạt bỏ công việc sang một bên để tĩnh dưỡng lại tinh thần sức khỏe chớ nên âu sầu lo lắng vì những chuyện đã qua tinh thần thoải mái thì mới khỏe mạnh vui vẻ được đừng để các sao hung tinh có cơ hội gây hại cho bản thân người tuổi tân dậu nên biết ba điều sau để tự tạo ra may mắn cơ hội cho mình nhé may mắn không tự dưng đến nhưng bạn hoàn toàn có thể tạo ra nhờ thực hiện ba điều sau có những người dường như luôn luôn may mắn cho dù là trong sự nghiệp các mối quan hệ hay chỉ trong những vấn đề nhỏ trong cuộc sống tăng thêm may mắn chỉ với một vài thay đổi trong tư duy sau khi nghiên cứu khoa học về may mắn và tìm ra sự khác biệt giữa những người may mắn và không may mắn, Wyman đã tạo ra một trường học may mắn, nơi người tham gia được đưa qua một loạt các bài tập và bài học mà dạy họ làm thế nào để tăng vận may của mình. Họ đã học được làm thế nào để phát hiện các cơ hội, trở nên tích cực hơn, và tăng kỹ năng ra quyết định của họ. Sau một tháng, 80% những người tham gia cho biết họ cảm thấy hạnh phúc hơn, hài lòng hơn với cuộc sống của họ, và may mắn hơn so với trước đây. Những người may mắn cảm thấy còn may mắn hơn và những người trước đây không may mắn lại cảm thấy như họ may mắn. Từ nghiên cứu của Wyman có thể khẳng định một điều rằng may mắn không phải đơn giản chỉ là cơ hội. May mắn là việc ra quyết định từ đó làm tăng khả năng của những cơ hội xảy ra và tận dụng những cơ hội đó. Hãy tăng vận may của mình bằng cách thực hiện vài thay đổi đơn giản sau. Thứ nhất là có tư duy cởi mở. Chỉ vì bạn không thể đạt được một điều không có nghĩa là tất cả mọi thứ đều đóng lại tập trung không ngừng vào việc đạt được một mục tiêu có thể giữ cho bạn từ nhận thấy cơ hội khác mà chỉ là, nếu không có giá trị hơn. Khi bạn cởi mở, sẵn sàng trải nghiệm điều mới lạ, bạn đã cho mình một cơ hội tốt hơn để mời gọi may mắn vào cuộc sống của bạn. Thứ hai là, giữ một thái độ tích cực. Người may mắn có xu hướng nhìn vào mặt tốt đẹp của sự vật. Ví dụ, khi một tai nạn xe hơi xảy ra, một người không may mắn có thể than thở về tất cả những bất tiện mà các tai nạn gây ra, trong khi một người may mắn có thể nói, may mắn là không ai bị thương. Từ gì này còn rất hữu ích đối với những người thích khám phá điều mới lạ. Khi có suy nghĩ tích cực như vậy, bạn sẽ háo hức để làm điều gì đó mới mẻ vì đang mong đợi những điều tốt đẹp. Thứ ba là bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân. Bất cứ khi nào chúng ta làm gì đó khác với thói quen thường ngày, trong tâm trí luôn thường trực nỗi lo sợ, lo rằng bản thân chúng ta trở nên ngu ngốc. Tuy nhiên những người may mắn biết rằng cảm giác đó hết sức bình thường. Cảm thấy kỳ quặc là một phần trong quá trình đạt được thành công. Vâng, quý vị thân mến, vừa rồi là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 2 âm lịch năm Quý Mão 2023 cho người tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ đón nhận được nhiều may mắn trong tháng mới và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe hạnh phúc giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình chương trình đến đây là hết xin chào và hẹn gặp lại